Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay ngày 18 tháng 4 thì em vừa về mấy con Makita, cưa Makita đĩa 185 thì điện 220 như mới. Thì đây như mới luôn nha. Đây, quá đẹp luôn. Nhìn mướt mát ha. Không có sơn gì hết. Đây, cho anh em xem cận cảnh luôn ha. Đây, thì Makita HS7000, công suất của nó là 1250W, tốc độ của nó là 5200 vòng trên phút và máy sản xuất năm 2018 nha. Đây. Đây, có đĩa luôn nè, đĩa sẵn luôn ha, đĩa cắt gỗ ha. Thì hiện tại thì đĩa của nó là 185 cái gỗ, đĩa zin nha anh em. Đây zin. Giá của cái máy này là 1.800.000 nha anh em. Anh em nào quan tâm liên hệ Tùng 0903 397 180. Rồi em test cho anh em xem nè. Đấy, thì nó là cái nhôm này, nhôm bén à. Rất là bén nha, lưỡi mới luôn ha. Giá 1.800.000 nha anh em. Có nghiêng lưỡi luôn rồi cao thấp luôn hai, do mình cầm tới đây đó, đang sâu này. Chỉnh tùy độ cao thấp tùy ý. Cao thấp này đây. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Anh em nào thích like và subscribe giúp mình để xem nhiều video khác. Anh em nào quan tâm thì liên hệ 0903 397 180. Em sẽ ship toàn quốc cho anh em.